Nhật Bản kiểm tra 30.000 tòa nhà sau vụ hỏa hoạn làm 24 người tử vong. Đảng Cộng hòa Hạ viện yêu cầu làm rõ mối quan hệ của Bộ trưởng Thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc chê Hàn Quốc chống dịch kém, nói dân tin tưởng vào chính sách không Covid. Bắc Kinh đổi chiến thuật để quyến rũ các nước Trung Á. Vì đâu ông Tập Cận Bình trực tiếp chỉ đạo mọi vấn đề bất kể lớn nhỏ. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 19 tháng 12 của DKN TV. Nhật Bản kiểm tra 30.000 tòa nhà sau vụ hỏa hoạn làm 24 người tử vong. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 12, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại tòa nhà ở thành phố Osaka khiến 24 người thiệt mạng đã không thể sử dụng lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà và nhà chức trách đã yêu cầu kiểm tra hàng chục nghìn tòa nhà khác có cấu trúc tương tự. Theo điều tra sơ bộ, vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 17 tháng 12 tại tòa nhà ở thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản là do hành vi phá hoại. Lửa bùng phát sau khi một đối tượng nam đến phòng khám bệnh ở tầng 4 của tòa nhà mang theo một túi đựng chất lỏng dễ cháy đến gần và đá túi này về phía lò sưởi. Theo NHK, đối tượng trên là một bệnh nhân của phòng khám và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Nội vụ Yasushi Kaneko cho biết, dựa trên các dấu vết còn lại trên hiện trường, cảnh sát cho rằng ngọn lửa bùng phát gần cầu thang bộ và đây cũng là lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin này, bộ trên cũng đã yêu cầu các sở cứu hỏa trên cả nước thanh tra khoảng 30.000 tòa nhà thương mại cao tầng có thiết kế chỉ một lối thoát hiểm tương tự như tòa nhà bị cháy ở Osaka. Đảng Cộng hòa Hạ viện yêu cầu làm rõ mối quan hệ của Bộ trưởng Thương mại với Trung Quốc. Thưa quý vị, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo vào thứ Sáu, yêu cầu bà câu trả lời về mối quan hệ tài chính của gia đình với Trung Quốc sau khi truyền thông đưa tin chồng bà làm việc cho một công ty công nghệ do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Washington Free Beacon hôm thứ Ba tiết lộ rằng chồng của Bộ trưởng Raimondo, Andy Moffitt, là giám đốc điều hành hàng đầu của công ty trí tuệ nhân tạo PassAI. PassAI nhận được sự đóng góp tài chính từ Tan Hứa Capital, một công ty có trụ sở tại California, nhận hỗ trợ tài chính từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Reuters đã đưa tin vào năm 2018 rằng Tan Hứa Capital được thành lập và được chính phủ Trung Quốc tài trợ như một phần của quá trình thâm nhập thung lũng Silicon. Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã viết, với tư cách là Bộ trưởng Thương mại, cơ quan trung tâm trong cuộc cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo AI. Tiết lộ này liên quan chặt chẽ và đặt ra câu hỏi đáng kể về những xung đột lợi ích rõ ràng và lợi ích chiến lược của chúng ta để dẫn đầu về AI. Các đại diện của Đảng Cộng hòa nhấn mạnh một báo cáo gần đây của tạp chí Phố Wall cho biết, các nhà lãnh đạo tại Bộ Thương mại vẫn phản đối việc thêm nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách các khoản đầu tư bị cấm của Bộ Tài chính và Hoa Kỳ. Vào tháng 9, bà Raimondo đã trả lời phỏng vấn của tạp chí Phố Wall, trong đó bà ủng hộ cam kết thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc. Ngoài ra, bà cũng phản đối việc thúc giục các công ty Mỹ rút tiền quảng cáo ra khỏi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới. Bà nói, những gì các công ty cá nhân làm là hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Chúng tôi sẽ không gây áp lực bằng cách này hay bằng cách khác. Đảng Cộng hòa yêu cầu Bộ trưởng Raimondo trả lời một loạt 11 câu hỏi nhằm mục đích hiểu rõ hơn mối quan hệ của vợ chồng bà với Trung Quốc. Một câu hỏi trong số đó là, bà hoặc nhân viên của bà đã liên hệ với bất kỳ ai trong Hội đồng Kinh tế Quốc gia về PassAI chưa? Hay, bà hoặc nhân viên của bà đã thực hiện bất kỳ cuộc họp nào với bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào theo yêu cầu của bất kỳ ai từ PassAI chưa? Các quan chức Đảng Cộng hòa hỏi Bộ trưởng Raimondo liệu bà có đồng ý rằng Trung Quốc đặt ra mối đe dọa nhân đạo an ninh quốc gia và an ninh kinh tế đối với Hoa Kỳ hay không? Họ cũng yêu cầu bà Raimondo vạch ra các chính sách cụ thể mà có thể áp dụng để đảm bảo chồng hoặc PassAI không ảnh hưởng đến bộ trưởng hoặc các nhân viên của bà. Trung Quốc chê Hàn Quốc chống dịch kém, nói dân tin tưởng vào chính sách không Covid. Thưa quý vị, Thời báo Hoàn Cầu do nhà nước Trung Quốc điều hành ngày 18 tháng 12 đưa tin rằng, chứng kiến sự lây lan của Covid-19 ở Hàn Quốc, người dân Trung Quốc đã trở nên tin tưởng hơn vào chính sách Zero Covid của đất nước họ. Theo bài báo, chủ đề Hàn Quốc đã từ bỏ chính sách sống chung với Corona do sự bùng nổ lây nhiễm đã lọt top xu hướng trên Weibo cho đến sáng ngày 17 tháng 12. Các cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào chiến lược Zero Covid của Trung Quốc và một số người trong số họ đã chỉ trích các nước láng giềng, theo Thời báo Hoàn Cầu.
Tờ báo viết, chừng nào những đột biến không thể đoán trước tiếp tục xảy ra, việc hạ thấp virus corona như một loại bệnh cúm thông thường là giết người. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng giới thiệu nhận xét vào ngày hôm trước của trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Hoa Sơn, Đại học Phúc Đán rằng, nếu chiến lược Zero Covid được kích hoạt, ngay cả khi corona tái lan rộng, nó có thể được làm dịu trong vòng 4 tuần. Cái gọi là chính sách Zero Covid của chính phủ Trung Quốc đề cập đến chính sách cách ly cường độ cao, gay gắt do Trung Quốc thực hiện, chẳng hạn như kiểm dịch trong tối đa một tháng đối với khách du lịch đến, quy cách ly những khu dân cư rộng lớn dù chỉ có 1 đến 2 ca dương tính, bắt tất cả người dân khu nguy cơ xét nghiệm liên tục nhiều ngày liền. Đồng thời áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển của người đi làm giữa các khu vực. Thậm chí chỉ cần bạn ở trong bán kính 800m của một ca F0, mã sức khỏe của bạn có thể chuyển vàng và bạn bỗng nhiên không thể lên tàu trở về nhà sau một ngày làm việc ở xa. Bắc Kinh đổi chiến thuật để quyến rũ các nước Trung Á. Thưa quý vị, Trung Quốc đang dần thay đổi cách đầu tư vào Trung Á từ chiến lược, sáng kiến vành đai, con đường sang phát triển thương mại toàn cầu. SCMP đưa tin, sự thay đổi của Bắc Kinh một phần nguyên nhân là do các công ty Trung Quốc ngày càng phải thích ứng với những yêu cầu của chính phủ và người địa phương. Những người muốn có thêm việc làm, đào tạo kỹ năng và ra nước ngoài làm việc. Theo báo cáo của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, thay vì thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trong những năm gần đây, Bắc Kinh chuyển trọng tâm sang giúp các nền kinh tế Trung Á, đặc biệt là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, phát triển công nghiệp. Cũng theo Quỹ Carnegie, các công ty Trung Quốc cũng đã tăng đều đặn tỷ lệ tuyển dụng nhân lực địa phương ở Trung Á bằng cách nâng cao kỹ năng lao động tại chỗ và cả ở Trung Quốc, khi Bắc Kinh đang trong quá trình thiết lập mạng lưới các trung tâm đào tạo nghề trên khắp khu vực. Kể từ khi khởi động sáng kiến vành đai con đường vào năm 2013, Trung Quốc đã vượt Nga để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Á. Theo cơ quan theo dõi đầu tư toàn cầu Trung Quốc ở Viện Doanh nghiệp Mỹ, Bắc Kinh đầu tư hơn 17 tỷ USD vào các dự án ở Kazakhstan, khoảng 4 tỷ USD cho Uzbekistan và Kyrgyzstan và 710 triệu USD cho Tajikistan kể từ năm 2013. Tuy nhiên, các dự án vành đai con đường bị chỉ trích là thiếu minh bạch, phụ thuộc nhiều vào lao động Trung Quốc, vi phạm các tiêu chuẩn về môi trường và lao động. Các khoản vay không bền vững khiến các nước rơi vào vòng xoáy nợ nần. Jessica Nifai, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc gia tại Đại học Nazarbayev ở Kazakhstan cho biết, Trung Quốc tập trung vào nỗ lực lấy lòng các nước Trung Á trong bối cảnh Mỹ và Nga đang ngày càng mở rộng quyền lực và ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, không phải tất cả các chính phủ trong khu vực đều có thể áp dụng cùng một đòn bẩy đối với Bắc Kinh. Chuyên gia Nifai cho biết, là một nút trung chuyển quan trọng trên tuyến đường thương mại đường bộ tới châu Âu, Kazakhstan có khả năng nói không với Trung Quốc. Kazakhstan không giống như Tajikistan, bà cho biết. Trong khi Tajikistan nhận khoảng 400 triệu USD của Bắc Kinh để xây dựng đường cao tốc bất chấp, cảnh báo việc chỉ có các nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các công ty vận tải hàng hóa Trung Quốc hơn là các tổ chức địa phương. Trong khi đó, Kazakhstan đã gây sức ép thành công để Trung Quốc thuê thêm lao động địa phương và trả lương công bằng hơn cho họ. Bà Nifai nói, chính phủ Kazakhstan thậm chí còn cắt giảm số lượng lao động nước ngoài được cấp thị thực vào nước này để buộc các công ty phải tuyển chọn lao động địa phương. Theo bà, khi Trung Quốc phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cường quốc khác, họ sẽ buộc phải quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu địa phương hoặc đánh mất ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, tính bền vững trong các dự án của Trung Quốc vẫn là một vấn đề. Bà Nifai cho biết, các công ty Trung Quốc làm việc trong các ngành công nghiệp khai thác của Kazakhstan bị tố gây ra những sự cố môi trường tồi tệ nhất, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối mặt cạnh tranh của các cường quốc khác, các nhà phân tích cho biết, sáng kiến xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn do Mỹ dẫn đầu được đưa ra vào tháng 6 tại hội nghị thượng đỉnh G7, được xem như một giải pháp thay thế cho kế hoạch vành đai con đường của Bắc Kinh, có thể khiến Bắc Kinh phải sửa đổi thêm cách tiếp cận ở Trung Á. Chuyên gia Nifai bình luận, khi Trung Quốc phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cường quốc khác, họ sẽ buộc phải quan tâm nhiều hơn đến các nhu cầu địa phương hoặc nếu không sẽ bị mất đi ảnh hưởng và nguồn năng lượng của mình. Ông Barton thuộc Đại học Nottingham, Malaysia cho biết, suy thoái kinh tế ở Trung Quốc cũng chính là lý do buộc Bắc Kinh phải đánh giá lại các ưu tiên của mình. Ông Yuan Chang, thuộc Đại học Công nghệ Queensland ở Úc cho rằng, sự xuất hiện của sáng kiến 3BY sẽ cho phép các nước Trung Á lựa chọn dự án mang lại cho họ một thỏa thuận tốt hơn. Kính thưa quý vị, tờ tạp chí Phố Quân ngày 16 tháng 12 đưa tin, vấn đề lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhúng tay vào mọi chuyện bất kể lớn nhỏ thường khiến thuộc cấp hoang mang vì những chỉ đạo bất ngờ. Có quan điểm cho rằng ông Tập phải làm vậy
là chuyện bất đắc dĩ vì rất mệt mỏi, nguyên nhân chính được cho là do rút ra từ bài học từ người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Ông Tập đã thâu tóm, chỉ đạo mọi vấn đề và quản lý quá chi tiết khiến bộ máy hành chính bị động. Nhiều khi, chỉ đạo bất ngờ gây tình trạng hỗn loạn, trong khi cấp dưới chỉ có thể thừa hành, không thể ý kiến. Ví dụ gần đây, ông Tập ra lệnh chấn chỉnh lĩnh vực giáo dục, đào tạo của tư nhân. Theo đó, các quan chức của Bộ Giáo dục đã soạn thảo kế hoạch áp đặt những hạn chế mới đối với việc dạy thêm ngoại khóa, bao gồm cả học sinh cấp học dưới trung học cơ sở. Nhưng sau đó, ông Tập cho rằng phạm vi còn quá hẹp nên Bộ Giáo dục đã mở rộng phạm vi hạn chế lên cấp trung học và yêu cầu tất cả các công ty giáo dục và đào tạo tư nhân phải chuyển đổi thành các tổ chức phi lợi nhuận. Kết quả quy định cực đoan này đã kích hoạt một cuộc bán tháo cổ phiếu của các công ty liên quan trong cơn hoảng loạn. Các công ty giáo dục và đào tạo cũng đã sa thải hàng chục ngàn nhân viên, bao gồm cả giáo viên. Bản tin dẫn lời một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, khi lòng trung thành trở thành tiêu chí chính để đo lường cán bộ thì không ai dám lên tiếng, ngay cả khi những chỉ dẫn của ông Tập Cận Bình rất mơ hồ khiến mọi người bối rối. Người am hiểu nội tình này cho hay, bất kỳ hình thức trừng phạt nào đối với các quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên đều cần phải có chữ ký của ông Tập, chứ không phải bộ phận kỷ luật cao nhất. Kể từ khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, số quan chức từ cấp thứ trưởng trở lên bị trừng phạt là hơn 200. Để bảo đảm quan chức do ông bổ nhiệm tuân thủ quy định, vào năm 2018, ông Tập đã đưa ra một đánh giá cán bộ, theo đó đặt lòng trung thành và sự tuân thủ làm tiêu chuẩn quan trọng nhất. Xưa nay, vấn đề kinh tế luôn là trách nhiệm của Thủ tướng, nhưng bây giờ ông Tập cũng thường xuyên can thiệp. Ông đích thân quyết định điều tra một số lãnh đạo doanh nghiệp, chẳng hạn như trường hợp của người sáng lập tập đoàn bảo hiểm An Bang là Ngô Tiểu Huy. Đích thân dừng IPO An Group của Mã Vân. Đích thân thông qua thỏa thuận với chính phủ Mỹ về việc trả tự do cho bà Mạnh Vận Châu, giám đốc tài chính của Huawei. Thậm chí còn đưa ra hướng dẫn về việc cải thiện nhà vệ sinh công cộng. Tờ tạp chí Phố Huân chỉ ra dường như bản thân ông Tập cũng cảm thấy mệt mỏi với việc điều hành đất nước kiểu trực tiếp cai quản mọi thứ như vậy. Nhưng ông Tập chê trách nhiều quan chức không có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp. Gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã tiết lộ một số nội dung trong bài phát biểu của ông Tập vào tháng Giêng năm nay tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Theo đó, ông Tập phê bình cán bộ thụ động, chỉ chờ lệnh Trung ương, không chỉ đạo thì không làm được gì. Ông Tập nói, tôi đưa ra chỉ thị để giữ tuyến phòng thủ cuối cùng. Chẳng lẽ tôi không chỉ thị thì ngừng làm việc sao? Trở thành chủ tịch toàn diện là bất đắc dĩ. Kể từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể thấy thái độ nhúng tay trong mọi việc của ông Tập Cận Bình qua tình trạng lạm phát chức danh. Ông Tập không chỉ lãnh đạo đảng, chính phủ và quân đội, mà còn kiêm nhiệm đứng đầu nhiều tổ chức chỉ đạo. Ví dụ như Chủ tịch Ban An ninh Quốc gia, Trưởng Ban Cải cách chuyên sâu toàn diện Trung ương, Trưởng Ban Cải cách sâu quốc phòng và quân đội của Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Thông tin hóa và An ninh mạng, Trưởng Ban Công tác đối ngoại và An ninh quốc gia, Trưởng Ban Công tác các vấn đề Đài Loan, Trưởng Ban Tài chính, Kinh tế Trung ương. Một bài báo phân tích trên tờ The Economist của Anh đã trực tiếp tuyên bố rằng ông Tập Cận Bình hiện là chủ tịch của mọi thứ. Chỉ ra ông Tập giành được nhiều loại tước hiệu cho bản thân bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Ông Khâu Trường Trung, cựu tổng biên tập của tạp chí Kinh tế Hồng Kông, là cựu nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Columbia ở New York, phân tích rằng ông Tập Cận Bình kiêm nhiệm tất cả các chức danh và dường như lạm quyền độc tài là do nghĩ đến tình cảnh trước đây của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào ở thực trạng chính lệnh không rời Trung Nam Hải. Trên trang BBC tiếng Trung, tiến sĩ xã hội học Trình Hiểu Nông từ Đại học Princeton, Mỹ, từng phân tích rằng việc ông Tập Cận Bình đảm đương nhiều vị trí như vậy là rất mệt, là bất đắc dĩ phải làm như vậy. Ông Tập không có được đội ngũ thân tín hùng mạnh và đáng tín. Các thành viên khác của Thường vụ Bộ Chính trị là không đáng tin cậy. Vì vậy, không đích thân phụ trách thì sợ rối loạn. Đài RFI Pháp dẫn lời nhà quan sát phân tích rằng, sau khi bản thân ông Tập là lãnh đạo của hầu hết các nhóm quan trọng, thì những quan chức khác mà có chủ động làm gì đó thì đều có thể bị quy kết là không trung thành. Trong khi trung thành lại là thước đo nghiêm trọng nhất và đáng sợ nhất để đánh giá cán bộ. Thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của Deccan TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.